Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 6 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc khám xét trụ sở công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh tại phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, đến trưa và chiều nay mùng 6 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an Phong tỏa trụ sở F88 được đặt tại tầng 8, của tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một nguồn tin cho biết F88 bị nghi ngờ thông qua các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. F88 thành lập vào năm 2013, cho vay bằng hình thức thế chấp ô tô, xe máy, điện thoại, laptop. Thời gian gần đây, Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen và chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng cho rằng hàng trăm ngàn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đấu tranh triệt phá các tổ chức đường dây tội phạm hoạt động núp bóng các công ty để chiếm đoạt tài sản, đã khởi tố hai vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mire Asset và chi nhánh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law về tội vu khống, Công an cũng đã khởi tố hai vụ án, khởi tố 13 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và quốc tế PL và công ty trách nhiệm hữu hạn TVX Group.